tôi đang ở trên cầu Nhật Tân. Trong buổi trải nghiệm ngày hôm nay thì Tiêu sẽ cùng khu vực này thì có rất là nhiều các cây. Tiêu sẽ đến gần hơn để cho các bạn quan sát cho dễ hơn. Cây chính là gốc cây chính của nó và nó kéo dài lên. Cấu trúc cây nó sẽ gồm 3 phần: gốc chính này, phần gốc chính này, cành chính này và rất là nhiều cành phụ nhỏ đan xen. Hướng dẫn cho các bạn biết. Còn phía bên này chính là cái cây mà nó có rất một cái cây nữa. Xanh lục đậm hơn này. Chuyển sang cây bên cạnh thì thường 3 tông màu thôi. Tuy nhiên thì nó bị ảnh hưởng bởi anh chị thì nó sẽ quyết định được cái màu của lá cây của chúng ta. Cái này và tạo thành từng thớ. Các gốc cây đều có đặc điểm đó là nó hơi xù xì một chút và có một rãnh, đó chính là những cái phần có chúng ta có thể tạo cái phần. Còn có một số cái cây cột điện. Xin chào các bạn.